quý vị và các bạn, nghề thủ công mỹ nghệ ở Thừa Thiên Huế có truyền thống lâu đời, gắn liền với những làng nghề truyền thống trên địa bàn. Các sản phẩm làm ra có những nét độc đáo, tinh xảo, hoàn mỹ là những món quà lưu niệm đặc trưng của Huế cho du khách khi đến tham quan các di tích lịch sử văn hóa Huế. Những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức các hội thi để phát triển những sản phẩm quà tặng hàng lưu niệm mang đậm bản sắc văn hóa Huế để cung ứng cho thị trường. Tranh trúc chỉ được biết đến như những bức tranh trong giấy. Những tờ tranh trúc chỉ khi ra đời đã không giống nhau. Mỗi tờ là một tác phẩm nghệ thuật với nhiều sự sáng tạo, càng được nổi bật hơn với sự kết hợp của ánh sáng xuyên qua tranh. Với những độc đáo riêng, bồ đen con đường di sản của công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ thuật trúc chỉ Việt Nam đã đạt giải nhất hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2023. Đơn vị cũng nỗ lực để tham gia vào đóng góp cho cái sự phát triển của các lĩnh vực về các mặt hàng về thủ công mỹ nghệ trên địa bàn. Thì với mục tiêu là sẽ định hướng để phát triển thêm những cái mẫu mã mới, các sản phẩm mới để góp phần cho các sản phẩm trên địa bàn được đa dạng. Bộ sản phẩm lưu niệm hoa tiết trên cửu đỉnh của kiến trúc sư Phạm Đăng Nhật Thái, khoa kiến trúc Trường Đại học Khoa học Đại học Huế, lấy cảm hứng từ các hình ảnh được khắc ghi trên cửu đỉnh thời Nguyễn. Nhằm phát huy giá trị của các hình ảnh trên cửu đỉnh kết hợp với các màu ngũ sắc Huế, trên nền giấy gió truyền thống và kỹ thuật đềm màu trong tranh dân gian làng Sình đã tạo nên bộ sản phẩm lưu niệm mang đậm dấu ấn của Huế. Bộ sản phẩm này đã đạt giải nhì của hội thi. Việc đưa các cái hoa tiết trên cửu đỉnh, mục đích của tôi muốn nhằm giới thiệu, muốn lan tỏa đến cho mọi người biết hình ảnh của các cái hoa tiết trên cửu đỉnh đã được khắc ghi bởi các vua Triều Nguyễn để đưa đến cho mọi người là từ một các hình ảnh trên cửu đỉnh đưa ra các cái sản phẩm thực tế, các cái sản phẩm lưu niệm hoặc là các cái hoạt động khác để nhằm phát triển quảng bá cái hình ảnh của Huế ra bạn bè quốc tế. Theo đánh giá, các thiết kế sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2023 đa dạng về chủng loại, kiểu dáng và hình thức thể hiện. Nhiều sản phẩm hội tụ các nét văn hóa đặc trưng làng nghề Huế như bộ sản phẩm hoa tiết trên cửu đỉnh, bộ sản phẩm sen và di sản, bộ sản phẩm hàng lưu niệm gốm Phước Tích, tam ẩn sen Hà Trì và tam ẩn Đế Vương. Không chỉ vậy, một số sản phẩm được tác giả đầu tư nhiều công sức, thể hiện trình độ tay nghề cao như bồ đèn con đường di sản, mô hình 3D ngõ môn Huế giặc vàng, bộ cây cảnh thủ công ngàn năm mai vàng làng cổ. Qua cái hội thi này thì chúng tôi dần tìm ra được những cái sản phẩm, những cái mẫu mà có tiềm năng phát triển, có thể ứng dụng được cả cái máy móc thiết bị cũng như công nghệ để vào mà trong cái sản xuất hàng loạt để mà hạ được cái giá thành và có được sản phẩm mà tinh xảo gọn gàng để phục vụ cho khách du lịch. Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ nhằm tôn vinh giá trị văn hóa của các ngành nghề và làng nghề truyền thống của vùng đất cố đô Huế, qua đó khơi dậy năng lực sáng tạo của các nghệ nhân cá nhân và các tổ chức nghề nghiệp liên quan việc đẩy mạnh sáng tác mẫu mã mới và sản xuất các sản phẩm hàng lưu niệm quà tặng mang đậm bản sắc văn hóa Huế, phục vụ phát triển du lịch và xuất khẩu.